Sau này em lên đây em thích làm nghề công an. Thầy giáo à? Em thích làm nghề bác sĩ. Thích làm người sinh nhật. Em thích làm nghề thi công. Thì sao? Vì muốn cho mọi người lên trời. Vì em muốn biểu diễn cho mọi người. Giúp cho mọi người. Giúp cho xã hội có lợi ích cho con người. Bà vợ chơi rất